Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trên báo điện tử ngày nay, chuyên mục Môi trường có một câu chuyện cảm động hình ảnh chuột túi mẹ sắp qua đời vẫn ôm chặt lấy con, với những hình ảnh do nhiếp ảnh gia Ivan Switzer ghi lại về một gia đình chuột túi tại Australia đã lay động trái tim rất nhiều người. Chuyện kể về những giây phút đầy yêu thương của gia đình kangaroo khi con mẹ sắp lìa đời. Kangaroo bố đau đớn ôm người bạn đời đang hấp hối. Kangaroo mẹ nắm lấy tay con lần cuối trước khi từ giã cõi đời. Cái ôm ly biệt và đôi tay níu kéo. Nhiếp ảnh gia Ivan Switzer đã vô tình bắt gặp khoảnh khắc này khi đi dạo trên đảo Fraser, Queensland. Anh kể lại: "Tôi thấy kangaroo bố gắng sức đỡ bạn đời của mình. Nó cố gắng làm mọi cách để giúp kangaroo mẹ. Nó ôm cổ kangaroo mẹ với hy vọng bạn đời của mình sẽ đứng dậy được. Tuy nhiên, kangaroo mẹ đã kiệt sức. Nó đứng bên người bạn đời của mình, ánh mắt ngập trong nỗi buồn và bất lực. Dưới bóng mát của cây xoài, kangaroo mẹ đã ra đi mãi mãi. Kangaroo bố vẫn chưa từ bỏ hy vọng, vẫn cố giữ chặt vòng tay, hy vọng kỳ tích sẽ đến. Kangaroo con giữ tay và khẽ chạm vào người mẹ. Có lẽ nó vẫn chưa biết rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Kangaroo bố gắng sức đuổi những con vật xung quanh để bảo vệ kangaroo mẹ đang nằm dưới thảm cỏ. Kangaroo con đứng bên cạnh cố chờ mẹ tỉnh lại." Nhiếp ảnh gia Switzer rất đau xót khi chứng kiến cảnh giã biệt. "Tôi không nghĩ loài vật lại có tình cảm gia đình thiêng liêng và cao quý như vậy. Tôi cảm thấy tiếc vì đã không giúp được gì cho gia đình kangaroo ấy. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Cuộc sống vốn hữu hạn với muôn loài vạn vật, chỉ có yêu thương là còn mãi. Vì thế, mỗi chúng ta hãy trân trọng cuộc sống của mình và muôn loài, để tất cả được kết nối với nhau bằng sự cảm thông và yêu thương."